cái đó là gọi là cái gì? Cái này là đồ lót chuồng của hamster. Đồ lót chuồng hamster nó là đá hay là cái gì? Nó là bột đá. Bột đá hả? Để nó hút ẩm. À, nó hút ẩm. Nó hút ẩm để cho nước tiểu đồ phân rồi nó không có dơ. À, rồi bao lâu thì mình rút ra? Cái này thì cứ khi nào trung bình là 4 đến 5 ngày mình thay. Nhưng mà chỉ nếu mình thấy nó hôi thì thay, còn hôi thì thôi. Vậy là cứ nuôi một con chuột hamster nhiều đồ chơi dữ à. Là cơ bản nhất. Con chuột thì rẻ, đồ chơi thì quá nhiều. Này là cát tắm cho hamster nha Mi. Cái đó là gì? Cát tắm. Để làm gì? Cát tắm là con hamster nó tự tắm, mình không tắm cho nó. Hay vậy. Khi mình đổ vô đây. Nó tắm bằng cát. Dạ, tắm bằng cát, tắm nước nó chết. À vậy hả? À, con đổ vừa đủ vậy thôi ha, đừng đổ nhiều, đổ nhiều nó bươi văng ra ngoài hết. À. Mắc cười quá ha. Ngộ quá. Con đà lại nha, con đà cho nó vô khớp chứ không nó xúc. Rồi cái gì nữa? Ăn. Trời. Có cái hũ. Cái đó là cái món gì đó? Cái này là đồ ăn chính của nó. Đó là cốm hả? Đồ ăn á, đồ ăn của nó. Là cốm hay gì? Các loại đậu với lại ngũ cốc, lại hạt dương rồi. Trời. Thức ăn có đạm rồi nên đó. Nhiều quá ha. Tôi với cái hũ bự. Bự hả? Bự. Đựng đồ ăn á chứ không mà kiến nó lên nhở. Ý là đựng luôn hả? Dạ. Chứ cái này về em cắt ra là ngày mai kiến nó bu đầy luôn. Đây, con đổ vô đây. À, hũ nhỏ đó là đủ đổ vô để cho chuột nghe. Con đổ mỗi một ngày con cho như đây. Đủ. À, mỗi một ngày con đổi đó thôi nha. À, nếu mà hướng dẫn của con như người ta ăn được á, nhưng con đừng ăn nha. Rồi vừa đủ luôn. Được rồi. Anh em hai bịch kia khi nào hết thì xài. Nhiều thứ quá ha. Đây là mày đen thì con bỏ ít thôi. Cũng cho nó ăn luôn. Cho nó mướt lông. Cho nó mướt lông. Nãy giờ con nhớ không? Nãy giờ nói nhiều không nhớ không? Này con cho chút xíu gì thôi nha. Đó, chút xíu thôi nha, đỡ nhiều. Đừng cho nhiều. Cái này nó ăn nhiều, cho nó mướt lông thôi, đừng ăn nhiều. Nhiều nó sẽ bị bón. Nó nâu quá. Cho kem nước rồi. Này cái này con dặn ra ha, con dặn ra xong chế nước vô đây. Chế nước vô. Chế nước vô để làm gì? Thì nó uống cái này, nó liếm con bi này chạy ngược lên là cái nước chảy xuống. À, cái trời đủ đồ chơi vậy. Nó tự động nó liếm. Nó tự liếm hả? Nó tự đẻ ra là mẹ nó dạy nó biết là chỗ này uống nước. Ngồi vậy. Có nhận cái chuột hay á. Là tự động liếm là nước tự động nó rỉ ra. Rồi, cái này giờ con dài vô để cho nó cài được. Đây cái chỉ nè, cái này là cái nhà ngủ của nó nè. Nó chui vô đó nó ngủ á. Cái đồ chơi của nó. Nó thích nó chui vô nó chạy. Cái này con có thể gắn bên hông gửi ra nè. Gửi ra không có gắn đâu không gắn. Nó cứ đi chui vô nó chạy biết vậy đó. Là chỗ đúng của nó rồi. Con cũng chế đâu cũng chế. Rồi. Có, nó thích chơi lắm. Ngồi chứ gài lại nha. Đúng rồi, chút nó ngủ. Chút xíu còn sẽ thấy. Chút nó ngủ là con thấy à. Đó, rồi cái bình nước là con dắt ngoài vậy nè. Đây này, đó, con dắt ngoài cái con lòi cái ống nước vô. À. Đó, leo lên nó uống. À. Nó khát nước là leo ra nó lý. Rồi, bây giờ chuột nè. Đây là con thôi. Cái hamster màu sóc, mà này là màu sóc. Màu sóc thì mắt nó màu đen. Màu cũng sóc. Cái đó là nó được bao nhiêu ngày tuổi đó? Cái này là được 3 tuần tuổi. 3 tuần tuổi. Yeah. Còn màu này là màu gì? Màu này là màu trà sữa. Màu trà sữa. Trà sữa thì mắt nó màu đỏ. Mắt cầm màu, màu đỏ. Chúng này mắt màu đỏ ngộ Đó. Rồi thả nó vô nè. con thấy nó ấy không? Nó vô cái nó chui liền nó vô. Nó vô nào nha. cái cách nó ngồi mắc cười không? Thì cái đó là màu sóc hả chị? À, nó khác nước, nó tự động nó uống nước. Hay quá ha. Để lắc cái nhà tắm qua, nhà tắm nó hay được.
Rồi, này nó có cửa này. Đó. Chưa vô chưa ra. Cái này thì lấy thùng cột lại chứ không nó hết mùi. Cái này lúc nào cũng phải mua một cặp vậy hả? Dạ thì mua một cặp chứ ở không nó chơi mình nó buồn. À đó đó nó chui vô nó chơi nó chơi mình nó buồn. Nó chơi đó. Con khác nó chơi đó đó. Nó quay đó. Vậy là xong rồi hả? Đúng rồi, vậy là xong bộ. À xong bộ chuột hamster rồi đó. À, thú vị ha. Chị cho con thùng cột quá thú vị.